quý vị và các bạn vừa lắng nghe tâm sự của một người bạn đến từ đất nước Úc xa xôi với tâm nguyện được góp sức mình trong việc bảo tồn loài vọc cát bà. Từ nhiều năm nay, đã có rất nhiều người với các chuyên môn khác nhau, mang nhiều quốc tịch đã gắn bó trong sự nghiệp bảo vệ, bảo tồn rừng quốc gia Cát Bà, khu dự trữ sinh quyển thế giới, cùng các loài động thực vật quý hiếm ở đây. Từng đã đi qua nơi này triệu triệu năm đất lở núi bồi, biển dâng sông tụ. Từng đã trải qua nơi này vạn vạn năm cây cỏ hết đời này mọc lên, ngả xuống, đời khác trỗi dậy để thành rừng đại ngàn, thành mái nhà thâm u khổng lồ che chở ức triệu sinh linh. Đất có hồn đất, rừng có hồn rừng. Người yêu rừng nghe được tiếng gọi của đại ngàn, tiếng gọi quen thân như chính hơi thở, như một phần không thể tách rời của cơ thể mình. Nếu chẳng tin được điều ấy, chắc gì bạn đã tin vào câu chuyện về những con người tự nguyện sống giữa chốn rừng già xa vắng mà chúng tôi sẽ kể sau đây. Cát Bà là quần đảo lớn nhất, đẹp nhất trong quần thể 1969 hòn đảo của Vịnh Hạ Long. Đặc biệt, thảm rừng nguyên sinh nhiệt đới nằm trên các dãy núi đá vôi trùng điệp, khiến cho địa danh Cát Bà không chỉ đổi tiếng thế giới như một quần đảo thơ mộng, mà còn mang ý nghĩa khoa học bởi những tài nguyên động thực vật mà trên thế giới chỉ duy nhất có ở đây. Nên vì thế, năm 1983, từ một lâm trường đã xác lập thành rừng cấm Cát Bà, rồi đến năm 1986 trở thành vườn quốc gia Cát Bà. Nhiều người đã gắn bó với rừng từ những ngày đầu ấy, khi mà ngay ở trung tâm huyện đảo còn không có điện nước, đường nhựa, xe gắn máy, chứ chưa kể tới nơi thâm sơn cách huyện lỵ cả ngày đi bộ đường rừng núi gập ghềnh. Họ là những cán bộ nghiên cứu động thực vật, kiểm lâm bảo vệ vườn quốc gia, công nhân trồng rừng, người sống với rừng ít nhất cũng đã cả chục năm. Từ năm 1993-1994, các cán bộ nghiên cứu ở đây đã dày công khôi phục, thành công kiểu rừng mưa nhiệt đới, mở rộng diện tích rừng Cát Bà. Công trình khoa học này sau được công bố rộng rãi trong giới nghiên cứu lâm nghiệp cả nước. Một ngôi trường phổ thông ngay trong vườn cũng đã kịp ra đời cho con em cán bộ công nhân và các hộ dân sinh sống ở đây học tập. Lớp học về rừng hôm nay là số học sinh của cả trường dồn lại. Thế mà cũng chưa đủ đầy một lớp như ở trường đồng bằng, bởi các hộ dân đâu có nhiều. Các em được học cách yêu rừng, bảo vệ cây cối muông thú từ nhỏ, để trở thành những tuyên truyền viên tí hon trong làng xã bao quanh rừng. Cả vườn quốc gia hiện chỉ có 60 kiểm lâm, rải ra 12 trạm. Điều thêm khó cho các anh là bên cạnh gần 10.000 hecta diện tích rừng trên núi đá, còn có trên 5.000 hecta mặt biển cũng thuộc diện tích vườn, cần bảo vệ nghiêm ngặt. Vì thế, có những trạm kiểm lâm chơ vơ giữa biển, phải mất hàng giờ xuồng máy mới tới được trung tâm huyện đảo. Lại có trạm chỉ là một bè nổi giữa bốn bề vắng ngắt, quay đi gặp núi đá, ngoảnh lại gặp nước biển. Mỗi trạm chỉ có 3 chiến sĩ kiểm lâm, luôn phiên nhau hết đi tuần, lại kiêm anh nuôi vào đất liền mua sắm thức ăn cả tuần. Công việc hàng ngày của kiểm lâm là sống với rừng, là leo núi, vượt hết đồi dốc này đến vách đá khác bất kể ngày nắng hay mưa. Việc chung sống với những cơn mưa rừng dai dẳng và mỗi vắt rừng già đã thành chuyện bình thường với họ. Đấy.
vườn quốc gia Cát Bà hiện có một cư dân đặc biệt nổi tiếng thế giới. Nhóm cư dân đặc biệt này đã hấp dẫn rất nhiều nhà nghiên cứu, các tổ chức bảo tồn động vật quốc tế tới quần đảo giữa biển Đông xa xôi này. Đó là các chú vọc đầu trắng. Sách đỏ động vật thế giới gọi chúng là vọc Cát Bà vì duy nhất Cát Bà có loại động vật này. Tiến sĩ động vật học người Đức Josi Stenker hiện là giám đốc dự án bảo tồn vọc Cát Bà của Hội Động vật về bảo tồn loài và quần thể của Cộng hòa Đức tại vườn. Bà đã trở thành người đi rừng nhiều nhất đảo sau 3 năm miệt mài đi khắp mọi ngóc ngách trên rừng ngoài biển để tìm vọc. Kết quả điều tra của những nhà khoa học trước đây từng tới Cát Bà nghiên cứu đã khiến thế giới phải báo động rằng vọc Cát Bà đang đứng thứ hai trong các loài động vật trên toàn cầu về mức độ nguy cấp diệt chủng vì số lượng còn lại quá ít, chỉ sau loài vượn đào Hải Nam. Bà tiến sĩ bắt đầu công cuộc tìm xem cụ thể chúng ở đâu, tổng số còn bao nhiêu con, di chuyển thế nào. Các cuộc tìm kiếm bền bỉ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm đã thu được những kết quả không nhỏ. Hai trạm kiểm lâm mới được thành lập ở các vùng đã phát hiện ra đàn vọc. Đàn thì nó đang di chuyển ở số 2, số 8, số 9 mà có khả năng nó đang vượt sang bên khu vực Tùng Vạn. Ở khu vực trạm này còn có một đàn vọc 7 con. Chúng thử kiếm ăn vòng quanh 5-7 quả núi quanh trạm. Thế cũng có nghĩa là các anh phải thay phiên nhau leo khắp các quả núi đó để theo dõi, lập biểu đồ di chuyển của chúng và kiểm tra số lượng vọc hàng ngày. Ở đây, mọi người gọi vui đó là công việc của người chăn vọc. Để dẫn đoàn quay phim chúng tôi đi quay vọc, anh Cầm, trạm trưởng, phải một mình leo tới 5 quả núi suốt từ sáng tới quá trưa để tìm chính xác chỗ đàn vọc đang di chuyển. Tức là nó sang bên nào ấy? Ngay núi này. Núi trắng nhìn lên đấy. Nó có di chuyển We try to observe the langurs and have been successful for some hours. Có một lần chúng tôi đi theo dõi một cái đàn vọc. Thế thì lúc đầu chúng tôi theo dõi thì có theo dõi được cả đàn. Nhưng mà sau một thời gian thì, một thời gian ngắn đó thì chúng lẩn vào rừng và mất tích, chúng tôi không tìm thấy đâu nữa. Thế đến khoảng gần trưa thì chúng tôi đã ngồi nghỉ. Interacting, talking with each other. Then we cleaned up and suddenly we had a bit of a strange. Tự nhiên thì tôi nhìn lên bên cạnh thì thấy cả đàn nó đang ngồi nhìn tôi như đang ngồi xem TV. Thế là chúng tôi là ngồi là vọc xem chúng tôi, chứ không phải là chúng tôi đi tìm chúng, mà thực ra là chúng nhìn lại chúng tôi, xem chúng tôi. Cho tới năm 1999, vọc đầu trắng Cát Bà dường như chỉ còn trên các tờ rơi, tài liệu tranh ảnh nghiên cứu khoa học. Người ta hầu như không còn hy vọng nhìn thấy một đàn vọc đầu trắng nào trên vách núi Cát Bà. Khi những người dân đảo quen với hình ảnh người đàn bà Tây Âu giản dị đi vận động dân trài, sinh sống trên đảo cùng tham gia giám sát, bảo vệ loại động vật quý hiếm, thì cũng là lúc mạng lưới đội bảo vệ vọc trong dân hoạt động có hiệu quả. Tại xã Gia Luận, cả gia đình anh Vũ Văn Châu với 4 anh em trai đã cùng tham gia bảo tồn vọc. Trước đây, anh em họ đều là những thợ săn cự phách, những tay đi rừng dạn dày kinh nghiệm. Nhưng rồi, rừng cũng đến lúc chẳng còn nhiều chim thú cho họ săn bắn. Nghề lặn biển, nuôi cá lồng lại kiếm ăn tốt hơn, nên họ bỏ nghề săn. Còn việc họ tham gia bảo vệ vọc
lại là do nể trọng nhiệt tình của một người phụ nữ đã vượt ngàn dặm xa xôi tới rừng núi của mình. Cái lý lẽ nghĩ suy của họ cũng chỉ mộc mạc chân chất như vậy. Có một hôm mới có cái bà Tô Thi này với lại hai chú, một chú Kiểm Lâm với lại chú Cảnh ấy, à chú Cường ấy. Thế là chú ấy đi rừng về đấy, mình đi qua cửa nhà, thế là mình nhìn thấy người nó đi kiểu đi rừng về, nó người nó nhếch nhác lắm. Thế mới hỏi bảo vậy đi này làm cái nghề gì mà lại đi nhìn người nhếch nhác thế. Chú ấy bảo là em đi tuần rừng, đi rừng đi tìm vọc, mà đi một tháng trong rừng thì anh ạ mà không thấy cái gì cả. Thế mình bảo là vậy thì mới muốn tìm vọc thì phải đưa mình dẫn cơ, thì mới chỗ nào đâu mình biết. Sau đó là chú ấy bảo vậy thì có thật không nhỉ, thật thì nói dối chú thì đâu, thì chú bảo vậy mai cho em lên thì anh cố gắng dẫn em đi. Thế dẫn và chú bảo vậy thì em chi cho anh 50.000 một ngày. Thế mình đã chót nói vậy rồi, đã chót nói với chú là bây giờ có vọc mình biết bây giờ này 50.000 một ngày, mà trong khi đó mình đang làm có ngày tới 700-800, 1 triệu, hơn triệu một ngày làm biển đi nặn đấy. Thế nhưng mà bây giờ lại dẫn chú đi 50.000 một ngày thì nói chung là nó tôi đã chót nói rồi thì phải chấp nhận. Đến lúc mình dẫn chú đi thì thấy được mấy đàn thế này. Không gì tàn phá rừng nhanh hơn con người, nhưng cũng khó có gì mạnh bằng lòng dân khi họ thấu hiểu. Những người làm công tác vận động nhân dân bảo vệ rừng, bảo tồn vọc biết rằng nếu chỉ nói suông, áp đặt thì chẳng ăn thua gì. Để lan tỏa được trong dân tinh thần tự giác, xuất phát từ tình yêu, trân trọng từng vạt rừng, con thú, thì cũng phải xuất phát từ tư duy có thực mới vực được đạo của họ. Nếu không hướng cho họ một sinh kế mới, đem lại thu nhập ổn định, thì những người dân nghèo sẽ lại quẩn quanh vào rừng, nhặt nhạnh miếng ăn. Các câu lạc bộ nuôi ong đang bắt đầu hình thành ở nhiều làng xóm cũng là vì mục đích đó. Người dân được cho vay vốn, được tập huấn cách nuôi ong lấy mật. Từ những làng nuôi ong, phát triển dịch vụ du lịch như làng giữa rừng Việt Hải, các đội bảo vệ rừng tập hợp nhiều tay súng bỏ nghề trong dân đã ra đời. Đảo Sa Cát Bà đang hiện đại hóa từng ngày. Những con đường du lịch xuyên núi đá đang mang hơi thở đô thị nóng hổi tới tận cửa rừng già. Không biết điều đó đáng mừng hay đáng lo ngại nhiều hơn. Từng đoàn du khách Lâm Châu hăm hở vượt trùng khơi tìm tới rừng đại ngàn trên núi đá theo tiếng gọi của miền hoang dã. Để phục vụ du lịch, kinh tế, nếu không cẩn trọng, Cát Bà đang vô tình tự đánh mất dần những dáng vẻ hoang dã quyến rũ, và quan trọng hơn là thu hẹp dần những cánh rừng nguyên sơ, tạo lên một vành đai đô thị đầy bất chắc xung quanh khu bảo tồn tự nhiên, xứng đáng là di sản thiên nhiên thế giới của chính mình. Bầy vọc Cát Bà, cư dân đặc biệt cả thế giới đang gắng sức bảo vệ, đang được những con người như ta đã gặp ở đây dành cả tuổi trẻ và những năm tháng cuộc đời để tìm kiếm, nâng niu từng con người. Chúng sẽ còn phải giáo giác tìm chốn yên bình để sinh con đẻ cái. Đến bao giờ, từng đàn vọc Cát Bà lại nhảy nhót thanh bình trên vách đá thơ mộng khi xưa. Hãy nghe trong tiếng gọi của đại ngàn, hồn đất, hồn rừng triệu triệu năm chăn trở, để biết quý trọng, giữ gìn chút đại ngàn còn lại giữa trùng khơi.